Truyền đề xuất khẩn cấp. Triệu Đình, cô liên hệ với các công ty truyền thông uy tín, nhờ họ viết thông cáo báo chí có lợi cho công ty. Giờ không còn ai tin nữa đâu, tin đồn lan rất nhanh. Chuyện tốt không ai tốt, chuyện xấu thì lan xa. Nói như cậu, vậy chúng ta ngồi yên chờ chết đi. Anh Trương, có mấy công ty truyền thông gọi tới. Gọi điện tới à? Dạ. Anh cứ nói không biết, không rõ. Còn đang điều tra. Anh Trương, công ty tổn thất nhiều không? Có tiền trả cho anh là được. Đây không phải chuyện anh cần lo. Uống nước đi. Nếu thấy mệt thì cứ ngã ghế ra sau mà ngủ. Khi nào tới thì tôi gọi dậy. Tôi không mệt. Nè. Vậy rồi sao? Tôi thấy cô ngủ say quá. Chắc cô mệt lắm nên tôi mới để cho cô ngủ thêm. Người làm chuyện lớn thì luôn mang theo nhiều áp lực, nhưng mà khó khăn nào cũng vượt qua được thôi. Anh tranh thủ về nghỉ ngơi sớm. Lái xe cẩn thận đó. Cô không sao chứ? Anh về đi. Phóng viên chúng tôi đang chọn người ngẫu nhiên để hỏi về việc công ty Đại Đường sử dụng bông dơ. Người dân muốn nói lên suy nghĩ của mình về sự việc này. Dạ chào anh. Anh nghĩ gì về việc dùng bông dơ?
Dùng bông dơ để làm ra tả lót, tả chống thấm chất lượng kém là hành vi thất đức, là chuyện tán tận lương tâm. Sao họ làm vậy được chứ? Thật không ra gì mà. Cứ vô đi. Chào cô. Cô nghĩ sao về việc dùng bông dơ? Cậu coi đi kìa, đây là cách giải quyết khủng hoảng truyền thông làm sao? Kêu Dương Hạo Quân tới gặp tôi. Phòng truyền thông làm việc kiểu gì vậy? Tôi trả lương cho họ để chơi sao? Còn đứng đó làm gì? Dương Hạo Quân nghỉ làm đã 2 ngày rồi. Không đi làm 2 ngày. Bị bệnh hay là nghỉ phép? Anh ta hình như tìm được chỗ làm mới. Tôi nghe đồn như vậy. Vậy gọi Nghiêm Lệ gặp tôi. Cô ấy mới nghỉ việc. Như vậy đi. Gọi trưởng phòng các phòng ban tới phòng họp. Mở cuộc họp lập tức. Dạ. Tìm được chỗ chưa? Tôi vẫn đang tìm. Bạn tôi làm ở sở công thương, nó đang tranh thủ tìm một chỗ cho tôi. Chúng ta đều có người nhà, phải lo cho họ nữa đúng không? Liệu công ty chúng ta có đóng cửa không? Anh Thủ, có đóng cửa không? Bỏ chữ không đi. Nè, Mai tổng của Tân Lệ lúc nãy gọi cho tôi, kêu tôi qua đó làm. Điều kiện tôi đưa ra là dắt theo người, dắt cả đội tiêu thụ qua. Anh ta đồng ý luôn, nói chúng ta cứ đưa điều kiện. Quá tốt. Các anh em à, anh Dương, công ty còn chưa giải thể mà, chưa gì đã nghĩ tới chuyện kiếm chỗ khác, lôi kéo người theo, không hay lắm đâu. Công ty gặp chuyện, mọi người nên cùng nhau gánh vác. Sao phải gánh cho chị ta? Công ty đâu phải nhà chúng tôi, chúng tôi chỉ là làm thuê. Ai cũng có học thức cao, có văn hóa. Làm vậy gọi là thất đức, biết không hả? Uống học văn nghỉ phép. Triệu Tuyết bị bệnh. Chưa khiết nói nhà có việc bận. Còn Lưu Hải Đào gọi không nghe. Alo. Dạ. Dạ được. Dạ được, cảm ơn ba. Con cảm ơn, làm phiền ba rồi. Hôm khác con mời ba dùng bữa. Bây giờ con qua đó ngay. Dạ, dạ được. Dạ, chào ba. Tổng giám đốc, ba giờ tôi giới thiệu việc khác cho tôi. Tôi cũng biết giờ công ty đang thiếu người, nhưng cô cũng biết tình hình tôi rồi. Vợ sắp sinh, tôi phải trả tiền xe, tiền nhà. Không cần nói nữa, anh bàn giao công việc cho Trương Hạo đi. Khi nào vợ anh sinh thì gửi tin nhắn cho chúng tôi. Cảm ơn tổng giám đốc. Xin chào, chúng tôi tới tìm tổng giám đốc công ty. Mọi người không được quay, bởi chúng tôi phải hẹn trước mới được vô. Nè, tổng giám đốc đang họp, không tiện trả lời phỏng vấn. Có gì mà không tiện để chúng tôi vô đi. Mọi người không có hẹn trước, không được xông vô. Thật ngại quá, mọi người làm vậy chúng tôi khó xử lắm. Anh chị không có hẹn trước mà. Bây giờ không tiện trả lời phỏng vấn. Mọi người không có hẹn trước, chúng tôi khó xử lắm. Đừng như vậy mà, phải có hẹn trước. Cho chúng tôi vô đi. Cho chúng tôi vô phỏng vấn đi. Trương Hạo, Trương Hạo, Trương Hạo, mời họ vô phòng họp đi. Vô đi.
Màn trình diễn của bà chủ đại đường chứng minh điều gì? Alo, tổng giám đốc, Sở Công Thương mời cô tới, họ nói điều tra cái gì đó. Biết rồi, tới Sở Công Thương. Bà chủ. Bà chủ à. Tới rồi. Uống nước đi. Đừng có nản. Giải thích rõ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Tôi ngồi xe chờ cô. Tôi nghe nói công ty Gương hoạt động để chỉnh đốn lại đúng không? Không bịa chuyện, không tung tin đồn. Dạ, dạ. Hồng Hồng à, cô không biết sao những lúc như vậy cô không thể trực tiếp trả lời phỏng vấn được. Lúc này cô nói cái gì cũng là thừa thải hết. Cô mà khóc, họ nói cô nước mắt cá sấu. Cô không khóc, người ta nói máu lạnh. Công ty cô nuôi nhiều người, thì cô tìm ai đó ra chịu tội thay đi. Như vậy không phải xong rồi sao? Cô cứ nói đã xử lý xong những nhân viên có liên quan. Còn chuyện này cô không dính líu gì hết. Với lại tạ giấy không phải do cô sản xuất, do chị Lam gia công sản xuất. Coi như là cô qua lại người xấu, mà cô thì lại dễ tin người. Chị Lam cô quay là người thế nào hả? Phòng thể hình đóng cửa, khách hàng của thẻ thành viên không thể tìm thấy chị ta, nhân viên thì quỵt lương. Nói đi, cô quen bạn kiểu gì vậy? Cùng với cái tên trai bao ôm tiền bỏ trốn, hạng người này cô tin tưởng được không? Anh trách tôi giờ cũng vô dụng. Tôi có nhiều nhân viên lắm, tôi không thể ngưng hoạt động được. Anh nghĩ cách giúp tôi đi. Tôi thấy cô kiếm cũng được nhiều tiền rồi, nhưng lúc này cô hãy đi đâu đó nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ dưỡng đi. Tôi đi với cô. Cô muốn đi đâu? Pháp, Ý, Tây Ban Nha, nước nào? Alo. Sao cô lại cố chấp quá vậy hả Đường Hồng? Cô làm tôi mệt quá đi. Là do phóng viên tung tin bậy bạ thôi. Sao tôi lại có thể nói vậy được? Tôi không hề nói là mặc kệ người tiêu dùng. Lúc đó anh ta hỏi tôi sao không thấy tôi khóc một chút nào. Anh nói đi, câu hỏi này tôi phải trả lời làm sao? Giờ gặp vấn đề gì tôi giải quyết vấn đề đó. Tôi khóc thì làm được gì chứ? Tôi có nói gì sai không? Tôi không hề cố ý nói vậy. Được, tôi biết rồi. Giám đốc Tào, xin anh đó, anh giúp tôi đi. Chỉ có mỗi lô hàng đó là có vấn đề. Tôi đã kiểm tra hết rồi. Giải quyết truyền thông như thế nào vậy hả? Tôi chắc chắn rằng bây giờ báo nào trên thế giới cũng đang bêu xấu chúng tôi. Ngày nào ba tôi cũng tham công tiếc việc. Thời gian này ông ấy không thể chăm sóc tôi được. Lúc nào cũng về nhà lúc nửa đêm. Sáng hôm sau lại ra khỏi nhà rất sớm. Ba tôi là một người tốt bụng. Tuy ông ấy từng thỏa thuận với chị Đường Hồng rằng có con gái phải tăng làm đúng giờ, nhưng nếu bà chủ gặp việc liên quan tới sinh mạng thì ông ấy sẽ mặc kệ các thỏa thuận. Cô sao vậy? Không khỏe à? Đau đầu. Cô muốn uống thuốc không?
không uống. Cần tới bệnh viện không? Không cần. Nước. Đừng có uống nhiều, chỉ một viên thôi. Cô bị sao vậy? Không khỏe à? Uống chút nước đi. Đắp dặn rồi. Không uống đâu. Anh mau dừng xe đi, tôi muốn xuống xe cho thoáng. Cô làm sao vậy? Không sao chứ? Nè, cô muốn ói à? Nè nè, uống chút nước đi. Bà chủ. Bà chủ. Bà chủ à, cô đi đâu vậy? Muốn ói thì cứ ói. Xe chưa có khóa. Cô đừng có nghĩ bậy nha. Trên đời này ai rồi cũng phải gặp chuyện khó khăn, rồi cũng sẽ qua thôi. Không có quả diệm sơn nào mà không vượt qua được. Nè bà chủ, đừng có chạy. Xin cô đó, đừng hù tôi sợ mà. Suốt cuộc cô muốn làm gì? Đừng nghĩ bậy nha. Chỗ này 10 năm trước là nơi như thế nào anh có nhớ không? Lúc trước cô ở khu này đúng không? Đúng vậy, tôi ở bên đó. Lúc trước ở đó có một con hẻm nhỏ. 10 năm rồi. 10 năm trước đây chỉ là một con đường nhỏ, mà giờ đã thay đổi như vậy rồi. Khu xóm nghèo ngày xưa tôi ở giờ đã thành một câu lạc bộ. Anh coi chế độ hội viên kìa. Phải. Nhanh quá. 10 năm rồi. 10 năm mọi thứ thay đổi quá nhiều. Bản thân không tự trải qua thì không thể nào tin được 10 năm có nhiều thay đổi tới như vậy. Bắc Kinh chính là người yêu của tôi. Tôi vừa yêu vừa hận. Tôi đã vui vẻ ở đây. Tôi đã khóc lóc ở nơi này. Tôi đã sống ở đây. Cũng sẽ chết tại nơi này. Nếu như có một ngày tôi buộc phải xa đi, tôi hy vọng mọi người sẽ chôn cất tôi tại nơi này. Ở nơi này tôi có thể cảm nhận được mình đã tồn tại. Cảm ơn mọi người vì dù bận trăm công ngàn việc mà vẫn dành chút thời gian quý báu để tới đây. Mọi người là những đại lý xuất sắc nhất của công ty Đại Đường. Đại Đường từ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ có thể phát triển được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự cố gắng hỗ trợ của mọi người. Tôi xin cảm ơn mọi người. Thời gian vừa qua Đại Đường dính tới nhiều tin đồn, đa số có liên quan tới tôi. Tôi cũng nghe được nhiều tin tức quá đáng. Tôi bị lập hồ sơ, tôi bỏ trốn, hay là tôi ôm tiền cao chạy xa bay. Còn nói tôi di dân nữa. Hôm nay chúng ta gặp nhau, tôi chỉ muốn nói rằng Đường Hồng tôi sẽ không bỏ đi đâu hết. Tôi không chồng không con cái. Công ty Đại Đường chính là chồng tôi, là con tôi, là người thân của tôi. Dù gặp phải khó khăn gì, gặp vấn đề gì tôi cũng sẽ không từ bỏ. Tôi nói xa không phải muốn mọi người cùng tôi gánh khó khăn này. Tôi muốn nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, không thử thách thì không trưởng thành. Công ty Đại Đường không những không sụp đổ mà nhất định sẽ phát triển hơn nữa.
tôi nghe sở công thương đang điều tra vụ bông dơ. Tôi không tin một ai hết, chỉ tin tổng giám đốc Đường. Tổng giám đốc cứ yên tâm, chúng tôi quyết tâm đi theo cô. Những thông tin trên mạng đều là tin đồn nhảm, cô đừng để trong lòng, chúng tôi không hề tin. Giả là chúng ta quen biết nhau lâu rồi, cô là người thế nào, không lẽ chúng tôi không hiểu sao? Cảm ơn mọi người. Alo. Dạ, ba. Dạ. Con đang ở nhà. Ba yên tâm, con biết nấu cơm, ba không cần lo đâu. Chắc tối nay ba sẽ về trễ. Con nhớ ngủ sớm. Không được ra ngoài chơi. Dạ, dạ. Tạm biệt. Nè, thấy anh chàng kia đẹp trai không? Cậu thích gu đó hả? Mình cho số điện thoại của cậu. Nếu anh ta thích cậu thì sẽ gọi cho cậu. Cậu giỏi lắm. Đương nhiên rồi. Tới mình rồi. Cuối cùng em cũng quyết định. Sẽ mặc kệ lời người ta nói. Chỉ cần anh cũng quyết định giống em. Em bằng lòng đi theo anh tới tận cùng trái đất. Em biết mọi chuyện không hề dễ dàng. Trái tim em vẫn luôn thuyết phục bản thân. Em chỉ sợ anh đột ngột bỏ cuộc. Thôi mà, anh ta có số của cậu rồi. Nếu anh ta thích cậu thì đã gọi cho cậu rồi. Không gọi thì sao? Lỡ như bị mất số của mình thì sao? Cậu học nhiều nên bị lú hả? Chúng ta đừng có kéo con. Chúng ta không thể đi dạo như vậy cả đêm được. Con chọn đi, chúng ta nên vô chỗ nào?
Chú đừng lôi kéo nữa, cô ấy đã không muốn rồi còn gì. Chú lớn tuổi rồi sao bất lịch sự vậy? Nói gì vậy? Đây là con gái tôi. Có thật không? Con gái nuôi hả? Thời buổi này có nhiều vụ nhận ba nuôi con nuôi lắm đó. Hai đứa mau tránh ra đi, con nít con nuôi. Chú nói cái gì? Lo chuyện tầm phào đương nhiên là con ruột rồi. Chú muốn gì? Đúng rồi, đây là ba của tôi. Ba tôi. Chị là người lúc trước gặp ở quán ba nè. Ba, hai người này đã giúp con lấy lại túi ở quán ba lần trước đó. Con kể ba rồi đó. Quen nhau hả? Dạ biết, thân nhau lắm. Ba về trước đi. Ba chú nha. Ba yên tâm đi. Chú yên tâm nha. Bye ba, khỏi lo cho con. Mình có điện thoại rồi. Alo. Dạ chú Dương. Nè. Điện thoại con sắp hết pin rồi. Muốn vẽ tranh không? Anh còn số điện thoại của tôi không? Cô xem, nếu cô chọn mẫu này thì chỉ 10 phút thôi. Mẫu này tới nửa tiếng. Còn nếu tranh sơn dầu thì phải hẹn trước, chắc cũng phải mất mấy tiếng. Còn nếu anh vẽ tôi tới lúc anh cảm thấy vừa ý thì mất bao lâu? Cũng không biết. Mau đi thôi. Ai vậy? Nè. Chào chú. Sao vậy? Nè. Cô gái. Tối rồi còn vẽ tranh làm gì nữa? Có thấy đường đâu mà vẽ. Mau về nhà đi. Mọi người giờ đi, con muốn chơi một chút nữa. Mai quay lại là được mà. Lát nữa con mới về. Sao mà cứng đầu quá vậy? Đưa số điện thoại của ba mẹ con, chú gọi cho họ. Không đưa, con nhỏ này cứng đầu ghê ha. Ba tôi cũng muốn tốt cho cô thôi. Hay cô gọi cho ba mẹ cô đi. Ở đây hàng người nào cũng có. Mấy đứa đi lang thang ở đây làm gì? Nè nè, anh làm gì vậy? Tôi dọn đi về. Tôi dọn đồ. Tôi mời anh đi ăn xiên nướng nha. Ăn gì? Xiên nướng. Cảm ơn nha. Cả ngày tôi ngồi đây rồi nên giờ chỉ muốn về nhà. Chú hai, chú đưa con gái ruột con gái nuôi về đi. Buổi tối ngoài đường không an toàn. Cậu nói gì hả? Chú muốn đánh nhau à? Thằng nhóc con cậu muốn chết hả? Có tin tôi đánh cậu không? Ý có tiền là lên mặt với người khác. Lớn tuổi rồi còn mày đặt ăn chơi. Mày nói lại coi. Tôi nói ông đó, nói ông đó. Ba, ba mấy chục tuổi đầu rồi còn đánh nhau với người ta. Nếu không có tụi con, ba tính đánh chết người ta luôn sao? Ba hỏi con. Con không khăng khăng đòi tới mấy chỗ đó thì ba có đánh thằng đó không? Con tưởng ba sảnh à? Nó nói ba như vậy ba bỏ qua được sao? Lúc ba lăn lộn ngoài xã hội nó còn chưa ra đời. Nó chỉ mới có tí tuổi đầu. Còn dám nói móc ba. Con nghĩ ba nhịn được sao? Tiểu Hồng, con nghe lời ba có được không? Còn hai đứa con gái lúc nãy, ba khuyên con, sau này đừng có qua lại với tụi nó. Tụi nó sẽ làm hư con. Con khác với tụi nó. Con tới đó tìm Lâm Tây Bắc. Nhìn sơ là biết nó từng dẫn con tới đó. Đúng là không ngờ. Bên ngoài nhìn ngây thơ, còn trong đầu thì xấu xa. Nó dẫn con tới đó làm gì? Xong rồi. Xong rồi à? Ở đây tôi có nút rồi. Thích nó không? Tôi hơi lưỡng lự trước mê cung cuộc đời và tình yêu đầy ẩn số. Tôi không biết nên đi đâu. Tôi không thể ở một mình mãi mãi. Tôi đã thử và tôi cũng không biết tại sao. Hãy thận trọng. Hãy bình tĩnh. Nếu không, trái tim của chúng ta sẽ nổ tung. Vì có quá nhiều thứ. Rất nhiều thứ.
khi phải trở thành một ai đó không phải là bản thân mình. Tôi là một cô gái ngu ngốc bị tách ra khỏi tình yêu. Mày muốn gì hả? Giỡn chút thôi, làm gì dữ vậy? Giỡn gì mà giỡn? Tôi là người đầu tiên bước ra đập tan dòng dây. Ai sẽ cùng tôi tăng tốc đây? Tôi có thể hứa điều gì? Khi chúng ta bỏ đi lớp bọc bên ngoài, tiến về phía trước. Những nội dung trong sách đang đùa giỡn với thực tế. Thực ra ai ai cũng biết. Hành khách đi tàu xin mời bước vô cửa khoang. Sẽ không bị mất thăng bằng khi tàu chạy. Không dựa cửa hoặc tay vịn của tàu. Em muốn tắt thở rồi. Mệt lắm hả? Có chỗ nào ngồi được không? Hết chỗ rồi. Em khó thở quá. Từ từ. Làm gì vậy? Em đeo đi. Đi nào. Bên đây, bên đây. Bên đây, ở đây. Làm ơn cho qua. Làm ơn cho qua. Nè nè, cô gái. Cô gái, chỗ đây, ngồi đi. Cảm ơn anh trai nhường chỗ cho em đi. Cảm ơn anh, được khách sáo. Thấy sao? Cách này tuyệt không? Rất hay. Đã tới trạm Tây Hồ. Chị ơi, qua đây ngồi đi. Nào lại đây. Từ từ thôi. Từ 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 từ. Cảm ơn nhé. Dạ không có gì. Đi thôi. Xin lỗi nhé. Xin lỗi. Xin lỗi. Cẩn thận đó. Tự nhiên nha. Sao lại tới Bắc Kinh? Sao em hỏi nhiều vậy? Bộ hỏi không được à? Được. Anh đi gì tới Bắc Kinh à? Anh đi tàu lửa. Anh đúng là đáng ghét. Em tưởng anh chạy tới đây à? Nãy em hỏi là tại sao anh lại tới Bắc Kinh. Em muốn biết à? Vì tình yêu. Ừ.
Lúc anh học cấp 3, có một bạn nữ thích anh. Anh cũng thích bạn đó. Rồi bạn đó thi học đại học, còn anh thi rớt. Bạn đó tới Bắc Kinh học, nên anh cũng tới đây. Rồi sau đó, bạn đó có bạn trai. Anh còn chờ cô ấy không? Vậy sao anh còn ở Bắc Kinh? Bởi vì anh gặp em. Đi một ngày đàn học một sàng khôn, qua hết rồi giờ không sao nữa. Được, rảnh thì chúng ta đi ăn cơm. Đi châu Âu. Tôi cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Thời gian qua mệt mỏi quá. Được rồi, gặp nhau rồi nói. Được rồi. Được, 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 tạm biệt. Thời gian qua anh cũng vất vả rồi. Tôi, việc nên làm mà. Alo, viện trưởng Trương. Chào anh, tôi là Dương Thụ. Sao? Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ nói với bà chủ. Được rồi, được rồi. Năm nay chúng ta hãy tạo sự mới mẻ cho hội chợ. Đừng mãi tập trung ăn uống. Vậy để tôi suy nghĩ lại. Năm nay chúng ta có thể thuận lợi vượt qua khó khăn là nhờ các nhà bán lẻ không từ bỏ chúng ta. Nên ghi nhớ bằng 8 chữ, đôi bên có lợi, cùng tạo thành tích. Cậu ghi lại đi. Mời vô. Bà chủ, thật ngại quá, lúc này viện trưởng Trương ở viện dưỡng lão gọi, nói các ông bà bị dị ứng khi dùng tả của chúng ta. Tôi quen thân với họ, để tôi tới coi thử. Quen thân cũng vô ích. Trương Hồng, có thông báo các bộ phận hợp gấp. Thông báo phòng pháp lý không? Không cần thông báo hả? Anh gọi cho viện trưởng Trương để tôi hỏi thăm tình hình cụ thể. Viện trưởng Trương, mọi người nghe đây. Lát phóng viên tới thì từng người một nói. Được, được. Mẹ tôi bị lẫn, nhưng họ không thể lẫn được. Đúng, họ đừng giả bộ. Tặng cho chúng ta đệm, tả, lên báo quảng cáo nữa, nói làm từ thiện. Bây giờ bộ mặt thật lộ rồi. Mẹ của tôi thì có tội tình gì chứ? Chỉ như vậy thôi thì họ phải bồi thường rồi. Đúng vậy, chúng ta kiện họ đi. Ba, ba cũng lên tiếng đó. Trong viện dưỡng lão có bà Dương và chú Thu là lớn tuổi nhất. Đầu óc bà Dương thì không được tỉnh táo, nói năng không rõ. Tôi cũng không giỏi nói với ông Dương. Tôi thấy là chúng ta để chú Thu nói. Mất công tới đó tôi nói năng lộn xộn, không rõ ràng. Nếu ông ấy nói chưa đủ thì chúng ta bổ sung, có được không? Được, tôi đồng ý. Chú Thu, chú thấy sao? Được, không thành vấn đề.